Chẳng lẽ em cứ định ôm khư khư cái lão già đó cho tới chết hả? Từ nay về sau anh đừng có làm phiền em nữa. Ngày xưa em phải cắn răng nhịn nhục, bây giờ em có tiền rồi thì phải dùng nó sao cho đích đáng chứ. Mày có tức đức quá không chị? Bà nội của mày đó, ông còn đang bận chăm baby của ông, lo gì tới vợ con. Vợ tao là Tuyết Hạnh Hạ Phong, đi đâu làm gì luôn luôn nhớ rằng vợ mình mãi mãi là số 1. Hay là chị cho em mượn tiền? Thì ra chị cũng chỉ là sugar mommy. Tôi quá thất vọng vì chị.